Trời đất ơi, làm lẹ đi, giờ này còn gọt gọt ba cái trái đây này tới chừng nào mới xong. Làm lẹ đi, còn xuống dưới rửa chén, giặt đồ, lau nhà, giặt giũ, lau tường, quét dọn, quét màn nhện, làm đủ thứ cho chó, cho mèo, cho gà, cho vịt ăn, cho khỉ ăn nữa. Ủa, nhà mình nuôi khỉ à? Có chứ. Đâu? Kìa, nằm ngủ ở trên phòng đang ngáy khò khò, trở thành gì? Rồi ý là cậu chủ là khỉ à? Chứ còn gì nữa. Trời ơi, giống đời ơi hơn á. Mệt quá. Đánh chống lạng nữa, làm cho lẹ đi rồi kìa. Ta nói là làm mấy cái tỉa trái cây đó là mình tháo bao tay ra, chứ tự nhiên đeo bao tay gì tỉa tỉa rồi xong lát tỉa ra hình con khỉ hay gì. Không được. Gì vậy? Gì lắm lét vậy? À, nói con khỉ là sợ nói ông chủ gì đâu, sao đâu. Ông chủ không giống khỉ, ông đen như bao công, những khỉ nâu nâu, ông bao công. Trời ơi là trời. Đó, khỉ xuống nè. Trời ơi là trời. Đó, đó, thấy không, ông giống đời ơi hơn chứ. Giống đời ơi. Trời ơi quỷ là ơi. Trời. Gì vậy cậu? Đau lòng quá, đau lòng quá. Ủa gì vậy? Nhà mình bị mất đồ. Trời ơi, nhà mình bị mất đồ. Phải. Ai lấy trả cho cậu ngay. Con nghĩ là hãy trả cho cậu ngay, đó là tất cả những gì mà cậu có được. Con biết, con lấy, con biết đồ cậu đâu. Nếu giả sử như á, mà bây giờ cậu mất cái tài sản quý giá đó, cậu có tiền trả lương tụi con không? Ừ đó. Không có chuyện đó thì chị không thể nào, cậu đang buồn mà, hiểu không? Cậu không thể nào trả tiền được, buồn mà làm sao đưa tiền ra được, không được. Ê, cậu ơi, hay là bây giờ con có cách này nè cậu. Cách không gì ấy không? Bây giờ mình hãy làm một cái gọi là cái liệu pháp giấu vân tay. À kiếp mày. À có nghĩa là giống như là ở trong phim đó. Con có xem trong phim cái dùng mà muốn tìm ra hung thủ thủ phạm là phải xét dấu vân tay. Đúng rồi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chỉ còn cách đó thôi, xét dấu vân tay. Cậu ơi, kết quả sao rồi cậu? Sao rồi cậu? Mấy vạch rồi cậu? Ủa, cậu đâu có làm gì với con đâu mà có mấy vạch hả con? À ừ ha, xem phim con thấy vạch. Điên quá, cái đó vạch là có thai. À, thế. Ví dụ 2.5 là cậu có thai với nó, còn 1.5 là có thai với con. Mày điên hả? Mày điên hả? Cái chuyện nó vô lý vậy mà nghĩ được luôn hả? Đúng rồi. Lúc nào mày cũng lấy cậu hết trơn vậy? Cậu điên quá, cậu có đẹp đẽ gì? Hai đứa ơi, kết quả đây rồi. Dạ. Kết quả. Cậu đọc kết quả nha. Dạ. Sau khi xét nghiệm, kiểm duyệt, xét dấu vân tay, kết quả cho được là không có dấu vân tay nào cả ngoài dấu vân tay của cậu. Đó, thấy chưa, nghe thấy nói đúng. Tha thứ mà gấp nửa bỏ tay người. Không nhà dạy chợ. Ông mà mày đang chửi tao đó. Mày đang chửi tao luôn á. Sao kỳ vậy ta? Ừ. Cái miệng. Sao kỳ vậy? Mày không hiểu tại sao là không có dấu vân tay kỳ vậy nè. Trời ơi, không, con hiểu rồi cậu. Tại vì cái tủ đó là tủ của cậu mà, đúng không? Đúng rồi. Cậu hay đụng vô. Ừ. Thì nó phải có dấu vân tay của cậu là đúng rồi. Thì phải rồi. Không lẽ cậu tự lấy đồ của cậu? Sao mà lấy đồ được? Rồi cậu la làng lên. Đúng. Cậu đâu ngu như bò vậy đâu. Ây da. Bây giờ xét nghiệm dấu vân tay mà không ra, mà ra dấu vân tay cậu không? Tại sao kỳ vậy ta? Nhưng mà con nghĩ là một cái là ha, thí dụ như mà bây giờ mình có lên mình dọn dẹp đi ha. Ừ. Con thì con không bao giờ con dọn dẹp tủ đó hết. Thì đó, tôi dọn chứ sao? Thì đó, thì mà không để lại dấu vân tay. Kỳ quá. Chỉ có một cái tình huống là đeo bao tay chứ sao? Phải rồi, chỉ có đeo bao tay mà không có dấu. Không phải nhá, đừng. Không sao đâu. Bây giờ mình lỡ mình có làm thì mình lấy đồ ra mình trả lại đi. Con chỉ cần trả thôi. Cậu không có truy cứu trách nhiệm con đâu. Nhưng mà con không lấy đồ. Nếu mà vẫn nói là không lấy đồ thì chỉ nước là mình xét đồ nó thôi cậu ơi. Để tôi vô lấy đồ mà xét. Đây là đồ của nó. Trời ơi, cái thùng đồ của tôi. Đi đi, để cậu chụp xét. Để cho cậu. Đôi này đôi dép cậu mà. Đôi dép của cậu, thấy chưa? Sao vậy tớ? Sao lấy đồ của cậu đúng vậy? Đúng rồi, đôi dép của... Ba cái đôi dép đó chừng ổng hồi trình mà cũng lấy. Đồ sơ mi của cậu mà. Cái áo đầy mùi hôi nách mà cũng lấy nữa, sao kỳ vậy? Không, mấy cái này cậu bỏ rồi. Đúng rồi. Cậu bỏ lâu lắm rồi. Hôm bữa là cậu bỏ nên là tôi mới xin lại, tôi thiết tôi xin lại cho em tôi mà. Ừ, cái này cậu bỏ rồi. Ủa, chứ còn cái đồ có giá trị của đâu rồi? À. Thấy chưa, con đâu lấy đâu. Như vậy thì tại sao con lại đeo bao tay? Đúng không? Chỉ có đeo bao tay thì con mới che được cái dấu vân tay của mình thôi. Không có, tại con đeo bao cho nó an toàn. An toàn cái gì hả con? An toàn cái gì? Tại cái điều khó nói á cậu. Khó nói là con phải nằm trong cái vấn đề mà lấy cắp không? Con nghĩ chính xác là phải. Nếu con thật lòng thì con phải mở bao tay cho mọi người xem đi.
Thôi bây giờ vậy nha. Con tháo bao ra cậu xem, nhưng mà 3 giây thôi nha. 3 giây nha. 3 giây nha. Sao vậy cậu? Sao vậy? Tay nó... Trời ơi, sao con gái con đứa gì mà cái bàn tay xấu quá vậy con? Sao kỳ vậy con? Thì tại đó, cậu không biết là việc nhà tất cả mọi thứ từ sáng đến khuya là con làm hết. Thằng kia nó đâu có làm đâu. Cái tay con mới vậy. Ok, từ bây giờ con đừng làm nữa. Vậy... Mọi chuyện được khó khăn cực nhọc gì? Rồi cậu lo, cậu làm hết. Bây giờ mai con sẽ ghi cho cậu danh sách là sáng dậy nè, đánh răng rửa mặt xong rồi ra đó, con thấy chưa, con thấy chưa? Rồi xong rồi cái mình sẽ mẹ ăn dép mũ không? Mẹ ăn dép mũ không? Mày tao bỏ tiền mà sao mày như chủ tao vậy? Ừ. Mày những việc đó mày phải làm. Ủa sao con làm? Tao coi đại con đàn bà con gái nè, tao làm quá trời với tay tao không có còn đẹp nữa, không xinh xắn nữa. Tội nghiệp chứ. Tại con còn không còn đẹp. Trời ơi. Mày vẫn phải làm. Mày đã dơ rồi đâu còn cách nào cứu lại nữa đâu. Mấy gì chết mà. Giác mặt trừ lương. Kỳ ghê. Mày như cái con gì cái kiếm chuyện tao hoài. Nhưng mà giờ sao cậu, bây giờ con không làm thì cái tay con đâu cũng đẹp lại được. Đúng rồi chứ, không lẽ con gái con đứa cứ ra đường hay làm gì cũng đeo bao tay hay sao? Thì con ế hả? Phải rồi, phải có cái cách nào đó. Phải có ai nói giúp. Chung là bây giờ nếu mà tay đẹp trở lại là làm việc lại như cũ được không? Có cách hả? Dạ có. Như thế nào? Vậy nè. Cô gái nào chẳng muốn sở hữu một đôi tay nuột nà, mềm mại. Khi làm các công việc nặng nhọc hoặc tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa, bạn cũng nên trang bị cho mình một đôi bao tay bạn nhé. Và đừng quên dưỡng ẩm cũng như chống nắng cẩn thận cho đôi bàn tay của mình nữa. Mặt nạ dưỡng da tay. Mặt nạ mật ong. Đối với làn da tay, bạn cần một lòng đỏ trứng, một muỗng bột yến mạch kết hợp cùng một muỗng mật ong. Trộn đều các thành phần trên với nhau. Đắp lên đôi bàn tay của bạn khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Mặt nạ chuối. Để chăm sóc da tay, bạn hãy dùng một quả chuối chín nghiền nhuyễn, thêm một vài giọt tinh dầu, rồi trộn đều lên. Sau đó, bạn thoa hỗn hợp này lên đôi tay và chờ cho đến khi nó khô lại thì rửa sạch với nước ấm. Mặt nạ yến mạch. Bạn hãy trộn 3 muỗng bột yến mạch, 1 muỗng sữa cùng với 1 muỗng mật ong và một ít tinh dầu. Trộn đều cái hỗn hợp này lại với nhau. Sau đó, thoa lên tay trong vòng 30 phút. Và sau cùng là rửa sạch bằng nước ấm. Yến mạch có công dụng rất tốt trong việc tẩy tế bào chết, dưỡng trắng và mịn da. Mặt nạ cà chua và mật ong. Cà chua có rất nhiều dưỡng chất và rất nhiều vitamin, giúp cho làn da khỏe đẹp và duy trì độ ẩm tốt. Để thực hiện, các bạn cần chuẩn bị 1-2 quả cà chua chín mọng, 10ml mật ong. Bạn ép cà chua lấy nước, sau đó cho thêm mật ong vào nước ép và trộn đều. Bạn thoa hỗn hợp này lên da tay và để khoảng 10 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện 2 lần mỗi tuần, bạn sẽ thấy da tay của mình trắng và mịn lên trông thấy. Ủa? Cậu vẫn còn buồn hả cậu? Buồn chứ con, mất của mà sao không buồn được, trời ơi. Tiếc lắm con ơi, đó là tất cả gì cậu có được, nó lớn lắm. Có cái gì đâu cậu ơi, đồ ba cái thứ mà, ba cái xe đua đồ nhỏ xíu đó mà lớn gì. Nên đem ra ngoài đường đưa mấy đứa nhỏ ngoài đường chơi, nó không thèm chơi nữa kìa trời, trả lại rồi quăng rác cho sợ luôn. Khoan đã, từ nãy tới giờ cậu đâu có nói là cậu mất cái gì đâu. Tại sao không biết đó là món đồ chơi của cậu? Vậy là lộ tất cả rồi đúng không? Quá thất vọng. Quá thất vọng về con. Cậu ơi, tại sao làm điều đó? Con thấy mấy đứa nhỏ hàng xóm á, nó không có đồ chơi, tội nó lắm. Cho nên con thấy cậu để đồ trong tủ rồi không chơi, con lấy cho tụi nó chơi. Con tưởng tụi nó sẽ thích lắm, nhưng tụi nó cũng không thèm chơi, tụi nó chơi xấu quá. Cho nên là... Đáng lý là cậu bỏ qua rồi. Tại câu cuối của con cho nên cậu quyết định con không nên làm ở đây được nữa. Con lấy giấy tờ, cậu lấy giấy ký liền. Cậu... ký liền. Con biết trước rồi cậu. Chuẩn bị sẵn luôn à? Dạ, con có chuẩn bị sẵn. Tốt lắm. Cậu ký vô luôn. Cậu sẽ ký cho con không còn làm ở đây được nữa. Cậu mất tin tưởng rồi con.
Một chữ ký là đáng giá đồng tiền. Con đừng có dẫn chơi với cậu. Đúng rồi đó. Bút xa gà chết. Bút xa gà chết là con phải đi thôi. Con làm sao ở đây được nữa. Nè, ký rõ luôn nè. Nguyễn Lưu luôn nè. Cho con biết. Rồi, dọn đồ liền, đi liền. Tứ ơi, cậu chủ ký vào đơn tăng lương gấp 7 lần cho tao rồi. Tứ ơi. Cái gì mày nói cái gì? Ê, trả được cái. Trả đi. Con này nó lanh cái miệng dễ sợ luôn nè. Đứng lại, mày đứng lại. Trời đất ơi, đứng lại nè. Đứng lại, đứng lại. Trời đất quý. Sao nó ngồi vậy? Mình cũng biết á. Ai kêu mồi, nên đến đó. Mồi qua ở như tên đá lại.